nhìn có vẻ giống như bao loại cát thông thường, nhưng khi ta bỏ vào trong nước, khi lấy lên cát vẫn khô ráo và mịn như lúc đầu. Hoặc ta nhúng tay vào nước có lớp cát này, bàn tay chúng ta sẽ hoàn toàn khô ráo. Đây chính là cát kỵ nước, không giống như cát thông thường. Cát kỵ nước là một loại cát được xử lý hoặc gia công đặc biệt để có khả năng chống thấm nước. Các hạt cát thường được phủ bằng các chất chống thấm nước như silicon, các polymer chống thấm hoặc các hợp chất khác để ngăn nước thẩm thấu qua lớp cát. Cát kỵ nước được dùng trong các vật liệu chống thấm và trang trí vườn cây.